Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Bung nóc luôn anh em ạ, Trần Nguyễn Phong nhá. Và Huy bảo vệ đã có đôi voi và sẽ đánh bài ăn thịt vào hiệu trước đây rồi, hiệu đầu 7 con rồi đưa về đánh cho bài đấu này. Hello tất cả em đang xem nha, chào anh Nguyễn Phong. Và đầu lại còn 7 cây nữa. Bài này bắt buộc phải đánh bài tàu rồi các bạn ơi. Cố đầu rất xa đến từ cái vụ chim sẻ. Dựng đẹp luôn. Rồi. Ui, rồi. Ngoan. Ok em. Thêm con hiệu về, đưa nó về con hiệu nữa. Một bài đánh theo kiểu thịt vào hiệu trước tới từ cái vụ chim sẻ khi được cầm Kelly. Và không chậm dần đúng không? Chậm chưa nhỉ? Ok, không chậm. Rồi, đưa đốt bánh hiệu này về thôi. Bấy hiệu đầu 7, quả đầu 7. Seng và Egypt đối đầu với một cho son và một hitty bên phía đối bạn. Cũng kết thúc đối phương thôi. Mình đã viết sẵn sớ rồi, tôi đã bảo tôi viết sẵn sớ em C4 rồi mà. Viết sẵn sớ thì các bạn xong kèo đăng thôi. Rồi, nốt con hiệu này. Đây sẽ là con hiệu thứ 3 được cái đủ chim sẻ đưa về. Còn 4 con hiệu nữa. Cho chó dần ăn gỗ thôi. Hiệu xa nhưng mà thôi, cố. Cố đầu đang xa anh em ạ. Tránh thành nước nha, chào anh em. Rồi, luồn miếng hiệu này về thôi. Một bầy hiệu đầu đến từ cái vụ chim sẻ. Một mỏ quả, một con sư tử. Và rất nhiều những cái rừng quanh nhà. Kết thúc đội bạn anh em ơi. Và như vậy là Huy gần 98 lại sang phá gì rồi à? Đây là Huy. Và đôi voi được rồi, có cái gì thì nhanh thôi. Không thể để lâu được anh em ạ. Lại thấy 98 nó ngấp nghé đây rồi. Đây con voi đầu tiên đến cái vụ anh Huy. Bài cầm Egypt. Trận này thì bên kia là một hitty với một cho son thì tất nhiên là vẫn một cung một chém thôi, nhưng mà chúng ta có chém cho son. À chúng ta có chém xe cái bên chim sẻ rất là khỏe đây rồi. Khả năng Huy đánh cung. À Huy em cung. Sao thế? Dừng đây, hai dừng đây rồi mà chưa đi dò đã sợ đánh cung rồi. Ép đầu nhân đôi ăn cả hiệu cả gỗ luôn. Ok em. Đánh cung như gì nữa đây, quả phụ dây nhà chuẩn bị thấy này. Đấy, chỗ đấy là có quả phụ dây nhà luôn. Chuẩn bị. Đấy, anh bảo mắt mình hay không gì. Anh gì bảo cho bên này đánh cung chém đều được nhá. Đúng là giữa nhà có quả phụ luôn anh em thấy chưa. Bởi vì nó đã dò tất cả cái mặt kia không thấy gì rồi. Thì còn đúng chỗ đấy để có quả phụ nữa thôi. Cái map đế chế thường làm ra bao giờ cũng sẽ phải đủ đồ anh em ạ. Rất ít những bài mà không đủ đồ lên đời. Bài vì bốn voi yêu đầu quả phụ luôn, thích thì để Huy chém. Ừ, đây sang đây cho quả quả không? Thành cái bài bốn voi yêu đầu thôi, còn sẽ ăn quả phụ. Rồi à, chỗ Huy ăn tất à? Ok, đưa nhanh voi về, ông 98 nó sắp xích mất bây giờ. Đấy, nó đi đến đấy rồi đấy. Đây, thấy cái giếng đổi màu rồi, con nó chuẩn bị câu con voi kia bây giờ này. Con voi thứ ba được cái chủ anh Huy đưa về trong trận thiếu này. Và mà đến với trận đấu này, tôi xin giới thiệu bạn về nhà chợ hệ thống quán nhậu tự do với một cơ sở khắp quận nội thành Hà Nội. Anh em nào đang tìm những địa điểm để có những bữa tiệc bên người thân và gia đình mình thì các bạn có thể tìm đến với hệ thống quán nhậu tự do. Rất mong anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng ở Việt Nam. Và tôi đã bảo rồi mà, hở ra cái là mất ngay. 98 nó sinh mất rồi, thành bài ba voi thôi, mất ngay cái voi anh em ạ, nhanh thật sự. Oh, mệt vuông đất 3-4 thằng trộm trò. Hở ra cái mất mà anh em. Bạn cảm thấy mệt mỏi sau ngày dài làm việc căng thẳng? Bạn cần một nơi để giải tỏa stress và tận hưởng cuộc sống, hay một không gian lý tưởng để tiệc tùng cùng bạn bè? Đến ngay với hệ thống quán nhậu tự do với 11 cơ sở khắp các quận Hà Nội. Không gian đa dạng, rộng mở, cỏ cây xanh mát, chuyên các món ăn đặc sản, lẩu nướng, hải sản cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, nhiệt tình. Quán nhậu tự do đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng như gặp gỡ, liên hoan, sinh nhật hay tụ tập xem bóng đá tới quê. Hãy để quán nhậu tự do giúp bạn tìm ra chính mình, bùng nổ, sống động và thực sự tự do. Hệ thống quán nhậu tự do dành tặng ưu đãi 10% tổng hóa đơn cho anh em. Mọi người đặt bàn trước và thanh toán kèm mã chip sẻ nắng để nhận ưu đãi. Quán nhậu tự do, ta tự do trong thế giới của ta. Ok, cùng quay trở lại với trận đấu này. Nói chung là bài Huy vẫn khỏe thôi. Bài Huy sẽ mời đánh chém, còn sẻ đánh cung. Sẻ đánh cung anh em ạ, Huy chém. Bài sẻ đủ đồ nhưng mà không phải quá đẹp. Không thua đâu, anh Tuấn à, kéo thua em không nhận. Em bảo rồi, chỉ nhận donate kéo thắng thôi, không nhận donate kéo thua. Bài bạn cũng khá là được đấy. Rồi, cứ có đóng nhà điều kiện nào, đây xe BM. Sẻ thì đóng A rồi, đánh cung rồi. 23% đến Mạnh Hào nhưng mà vẫn lên đời rất là sớm. Ở bài đấu mà Mạnh Hào là người cầm cho son đánh chèm. Sẽ kích đời ở 10-10. À 10-10 tròn, xin lỗi các bạn, 25 dân cộng 1. Bây giờ đi ra ruộng kín nha. Tôi xem Huy. Xin giò, đợi gỗ để đóng em ăn vàng.
Ok, như vậy là một chọc chéo luôn tới từ cái của anh Huy. Rồi, bé lần vàng. Thì đợi gỗ chốt hai kín. Chéo luôn. Hai kín vàng, rất đẹp mắt. Thiếu một gỗ. Rồi, đóng, 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 đóng. Ok, đẩy giò. Toàn tâm toàn ý đẩy giò thôi. Đào tu, 4 dân luôn. Có tê đến nhà. Chưa nghe thấy gì. Và nó vừa bị drop mạng một tí thôi anh em ơi. Bây giờ nó ổn định trở lại thôi anh em thấy. Ok, ui xẻ đi vào đúng cái khu vực đấy thì Huy mất giò rồi. Huy vừa mất con giò của mình. Bây giờ T98 cầm đây 1L bánh xe. Cứ từ từ. Chưa gì phải vội vàng cả anh em ạ. Ăn đốt thịt nó nhiều đi. Lạc đá sắp ra rồi. Đập cho nó phát. Ở đấy có mỏ ăn hoang đội bạn thôi. Đấy bắn đấy. Hào vừa mới lên đời. Và bị Huy chọc chết khoảng 3-4 dân. Xong xẻ bắn thêm 1 dân nữa. Bài xẻ kín nhà 4A 5A đây. 5A. Hãy giả. Gấu đấy. Rồi kết thúc được bạn ơi anh em ơi. Dịch chuẩn bị đang sớ được rồi anh em ạ. Mười mấy nghìn anh em đang xem. Thắng kèo này 3-1. Các bạn thấy tôi nhận định nó chuẩn không? 4A đấy chim sẻ. Sáng nay đăng cái bài nhận định kèo này cả hai bên đều 15 điểm. Nhưng mà chúng ta sẽ chiến thắng với 3-1 VC. Ôi trời ơi, ai nhận định kinh như thế này. Chỉ là cụ Hải thôi. Nhận định nó chuẩn chứ. Và 31/40 là thắp lại tại dành cho game thủ chim sẻ. Bó bế nhà cửa mình, T đang đẩy đi tìm nhà của game thủ Mạnh Hào và sang bắn Mạnh Hào thôi. Còn 98 để solo với Huy. Đây rồi, đấy cơ sở game thủ Mạnh Hào. Ôi giời, còn đang đi bộ này, cụ ơi. Tông Lào đi này. Cái gì đấy? Tò tí tê, cho anh gỗ à? Lừa, đây cho 100, không cho ít. Đây toàn cho nhiều. Sáng bắn luôn Mạnh Hào anh em ạ. Tham lai là 38 đấy, thủ chim sẻ tơn 2. Tiếp tục đẩy lên nó tìm cho Mạnh Hào có tơn dân ăn hoang gì ở đây không thì không thấy gì cả rồi. Chắc ở nhà có vài ruộng nên từ game thủ cũng biết Mạnh Hào thôi. Nó không có gì quá khó khăn dành cho con xe này. Giờ chưa có giáp nhưng mà do lực yếu nên ta cứ ra ruộng đã. Châu quần đã anh em ạ. Ôi giời, lại còn bo nữa anh Hào ấy. Thôi, đừng bo nữa. Huy chết chưa em? Cái này Huy tham lai 21 thôi cũng kiểu ngáp ngoại rồi anh em ạ. Đang ngáp rồi. Rồi, đi cung G98, thôi xem sẻ khử ông Hào đã. Huy chỉ cần giữ tham trước game thủ 98 đừng fit là được. Bên kia là cung G-hit, nên là chúng ta cũng phải hết sức dè chừng. Đây là chúng ta chém cho Mạnh Hào đang cầm chân chim sẻ, nhưng mà cầm vào chân này thì nó đạp phát ngã luôn rồi. Và không thể giữ được anh em ạ. Giữ cái gì? Ui giời, không vẩy được. Có mỏ quả trong góc 8 giờ này, chắc Hào định lên mỏ quả đấy này. Cứ chơi đi, Huy giữ được mà. Dân Huy chạy đấy. Ôi, anh Hào anh chạy vòng tròn. Ôi rồi, chạy đâu anh Hào ơi. Khổ lắm rồi, tha anh Hào đi. Chạy đi. Và giữa nhà Huy bảo vệ có biến. Huy đang bắt đầu phải chạy nhà. Hào thì chạy mạnh về nhà của 98 nó sẽ kéo quân về thôi. Bắt đầu con chém này. Đây rồi, chém Mạnh Hào đến. Kéo quân về, bắt buộc kéo quân về anh em ơi. Hitty chuẩn bị đến đây rồi. Không. Ừ. Vâng, đây là những cung lờ của thủ 98. Ừ. Đây đây. Chưa. Nhà kín bưng luôn. Vẫn căng đấy nhá. Ai khỏe. Hào nói chung là cũng yếu thôi. Tham lai đầu số là 56 đến từ cái thủ chim sẻ. Huy trận này bài được nhưng mà không hiểu sao mà lại đi hơi nhanh. Đây là anh Huy với tham lai 17. Em chạy thôi em hồi đấy luôn đi cũng được. Tham mình hơi đèn một tí rồi. Sát thương kín rồi mà. Rồi bắt hộ Huy vẫn chém gái. Hào tích được nhiều chém phết đấy. Cũng tầm gần chục con đấy. Rồi bắt đi. Ok. Huy vẫn đang cầm dân chạy vòng tròn. Đang xin vàng lên đầu máu. Thế thì chim sẻ vẫn lên cái đầu máu luôn. Đối đầu bị hit đi. Vâng, vẫn chưa giòn rồi anh em ạ, khi mà Huy đang yếu như thế này. Xong đều 4A. Chưa thì 98 lao vào. Đây hôm nay cái thủ anh Huy với tham lai đợt số 17 đang bắt chém của cung đất Mạnh Hào. Đây rồi, đây chém Mạnh Hào. Huy trời. Đây là công giáp đầy đủ đứng lại bổ luôn đến từ anh Hào á. Cái gì? Cấm chạy nhá. Vâng, chạy luôn. Rồi đây là máy thủ chim sẻ, như vậy là 98 vừa có tình huống đi lỗi. Mà sẽ đang dàn quân để bắt cung G-hit thì đối phương. Đây là cung G-hit, chúng ta sẽ phải tận dụng số lượng để đi với chất lượng đối phương. Sẽ chưa có tình huống tăng nhà VR thứ 5 được.
Đang bung nhà chính ra rồi. Gặp kìa. Bạn trên dốc kìa. Chỉ đám đông phết đấy chứ. Huy bắn hết chém của anh Hào chưa? Rồi sang đây. Đi cùng nhau nào. Phối hợp. Đến giờ phải phối hợp rồi. 4A thì thủ chim sẻ vừa vít cái BA thứ 5. Rồi cho thêm một dân nữa ra đóng không. Bây giờ bắt đầu công ngược nhà anh thủ 98 anh em ơi. Ôi anh em đừng mong đánh C5 nữa. Thắng đi, dự đoán cái chuẩn nào. Đấy, chốt cái kín nhà không sẻ. Vâng, tránh hiện tượng mà cái thủ Mạnh Hào có tên loàng hoàng lao vào. Cung đờ sẻ nó đứng đầu quân của thủ 98. Đây là cung đờ Hitty, đam nó ngang cung Nga luôn. Trâu máu như cung G, nó rất là cơ động. Khỏe hơn so với cung G xe. Và chúng ta có được cái đầu máu hơn đội bạn ở cái đấy thôi. Mỗi cái đấy để hơn đội bạn rồi đấy. Nhiều máu hơn tí, BA thứ 6. Và đấu cung 98 tuần này cũng bắt đầu có lợi thế. Đây là thủ chim sẻ, cung có dốc nhỏ ở đây, Hào đang bú mỏ quả thế này. Có cái gì đục ở sát mép kia. À, có một cung G. Rồi, đây là dân của thủ cung mép Mạnh Hào. Rồi, bắn đốt tuần này. 98 đã đầu mất thế ở dốc nhà BA. Sẻ phẩy e rồi. Bây giờ chỉ sợ là đội bạn xô vào nhà chúng ta với những con chém của Mạnh Hào thôi. Đấy, nó vào kia. Vừa mới dứt mồm xong, bó lại. Ok. Vâng, anh em thấy tôi nhận định chuẩn chỉ không? Vào đây, cho bắn dân đấy. Không được đâu anh Hào ơi. Mấy cái bài này em quen rồi. Ơ kìa sẻ ơi. Vâng, chốt e. Rồi, vào đây. Đỡ phải đi tìm. Tham lai đội số là 84, tới từ thủ chim sẻ. Bắn hết chém của Mạnh Hào thôi. Nhưng cung rờ vẫn đang nở ra liên tục. 12 giờ vừa bị 98 tỉa. Cứ đứng ở dốc đấy thôi. Chốt e nào. Đây rồi, có dân đứng ngoài chốt e rồi anh Hào ạ. Vào rồi thì đứng ra. Và bơm đồ cho anh thủ anh Huy một tên. Kìa cái e kìa. Ok, bắt hết chém Mạnh Hào trong nhà. Xong. Tham lai là 86. Mạnh Hào vừa ăn được mỏ quả bên nhà 98 nên cũng nở được quân. Và sau tuần này thì sẽ đẩy tên to lên để kết thúc trận đấu thôi. Tỷ số cho ấn định là 3-2 ở trong trận đấu tư và 3-1 VC cho bộ đôi chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay trước bộ đôi 98 và Mạnh Hào. Đây đang bắn rồi. Em cứ đảo đây. Em vừa bắn BG thì Vi nó nhắc là đừng bắn BG nữa. Đấy lại đừng bắn BG kìa. Tham lai là 90 và cứ đứng trên con dốc này trước cửa nhà 98 thì 98 sẽ không thở được đâu anh em ạ. Tham lai đang ở số là 1 lít tới thủ chim sẻ rồi. Hào có một chém đang le ve trước cửa nhà sẻ nhưng mà chả giải quyết vấn đề gì cả. Rồi, hai con chém nữa đi anh Hào ơi, đông vào. Đội bạn đang cố gắng dãy dụa trong vô vọng của trận đấu này thôi anh em ơi. Chứ đến tầm này sẻ đi như này thì không bao giờ có chuyện thả ra. Bỏ vàng vẫn hở chốt kè nữa. Lên. Đi này không bao giờ thả ra nữa anh em ạ. Thôi thì tham lai là 96 thì thủ chim sẻ rồi. Mình xin phép anh em là viết cái sớ. Bên thủ anh Vi, ánh mắt anh Vi sau kèo đấu nhẹ nhàng làm bụng trà đớ. Thò tay vào túi quần tìm chìa khóa nhưng mà không thấy chìa khóa đâu. Thấy toàn Mạnh Hàm 98 trong túi thôi. Tham lai là 99 đến từ thủ chim sẻ. Xả súng anh em ơi. Kết thúc trận đấu này thôi, quýt đi các cụ ơi. Anh Khánh lên duyệt bài em cái. Và kèo đấu chúng ta sẽ khép lại tại đây với tỷ số ấn định chung cuộc là 3-1 dành cho bộ đôi chim sẻ nắm với thủ anh Huy. Và 3-2 trong trận đấu thứ tư, một màn lộn ngược dòng trong trận đấu này và chiến thắng chung cuộc dành cho bộ đội chúng ta. Kèo đấu chúng ta sẽ khép lại tại đây và trước khi khép lại kèo đấu này, chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng chim sẻ nắng studio, nhà tài trợ thuốc giày chữ Y Zumanzel, nhà tài trợ Richman và nhà tài trợ hệ thống quán rượu tự do. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em tranh thủ vào chim sẻ nắng fan club xem ảnh của Huy hộ em gái. Kết thúc kèo đấu thành công anh em ạ. Tỷ số ấn định là 3-1 VC.